Em xin kính chào cả nhà nhé. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 em lại lên video các bác nhé. Ngày đầu tháng cũng cho em xin chúc các bác một tháng mới may mắn và an lành các bác nhé. Đầu video em vẫn giới thiệu đến các bác một số mặt hàng khô này. Trên tay em đây là một gói chè chè khô các bác nhé. Đặc sản của đội 2 Lai Châu. Đấy, rất là xanh nước và đậm nước. Em đang chia sẻ một gói chè khô này, một gói này là 5 lạng nhé, giá là 80k và 1kg chè khô là có giá là 160k các bác nhé. Chè khô của đội 2 Lai Châu ạ, rất là xanh nước và đậm nước các bác nhé. Tiếp theo đây ạ, em xin giới thiệu đến các bác vẫn là trà rào cổ lam các bác nhé. Rào cổ lam này công dụng của nó là điều trị bệnh tiểu đường, hạ đường huyết các bác nhé, ổn định và hạ đường huyết này, phòng chống các bệnh về tim mạch. Đấy. Nhà em đang chia sẻ một cái gói trà rào cổ lam này là 120k. Cách sử dụng là các bác pha nước uống nhé, pha nước uống thay trà hàng ngày cho em nhé. 120k một gói trà rào cổ lam ạ. Tiếp theo đây là cây lá gan các bác nhé. Cây lá gan công dụng của nó là mát gan, lợi mật, giải độc. Đấy, giải độc do bia rượu này. Giúp tiêu hóa tốt này. Đấy, mùa hè này nóng các bác hay bị nóng hay bị mụn nhọt đấy ạ. Các bác mua về đun nước uống nhá. Cách dùng là các bác đun nước uống thay nước lọc hàng ngày cho em. Nhà em đang chia sẻ một gói cây lá gan này là 120k các bác nhá, 120k 1kg cây lá gan. Tiếp theo đây là nhụy hoa tam thất các bác nhá. Nhụy hoa tam thất đấy ạ. Tác dụng của nó là thanh nhiệt. Đấy, thanh nhiệt tiêu độc, trị huyết áp cao này, hạ mỡ máu này, trị mất ngủ nhá, an thần mất ngủ đấy ạ, trị hoa mắt chóng mặt. Ngoài ra nhụy hoa tam thất còn có công dụng là phòng chống các bệnh ung thư các bác nhá. Đấy, cách dùng là các bác hãm nước uống cho em nhá, hãm nước uống như thay trà hàng ngày cho em. Nhà em đang chia sẻ một cái gói nhụy hoa tam thất này là 5 lạng, giá là 490k các bác nhá, 490k 5 lạng. Tiếp theo đây là trà cà gai leo các bác nhá. Tác dụng của nó cũng là thanh nhiệt, giải độc mà này, giải độc gan, mát gan, giải độc bia rượu các bác nhá. Dưỡng tâm an thần. Nhà em một cái hộp này là có 50 gói nhỏ, 50 gói nhỏ, cái gói túi lọc như túi trà Lipton đấy ạ. Đấy. Một hộp này nhà em đang chia sẻ là 90k các bác nhá, 90k một hộp, 50 gói nhỏ ạ. Tiếp theo em xin giới thiệu vào lan các bác nhá. Đấy, hôm nay nhà em lấy được một lô hàng rất là đẹp nhá các bác nhá. Đẹp mỹ mãn luôn, không chê vào đâu được các bác nhá. Rất là đẹp này. Giò đầu tiên em giới thiệu với các bác đây là một giò hoàng thảo tam bảo sắc các bác nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc này, thân của nó tuy nhỏ thôi các bác nhá, nhưng hoa của nó rất là đẹp này các bác này. Cái giò này các bác nhìn thấy đẹp không ạ? Đấy, mầm mi mít luôn các bác nhá, mầm mi mít luôn này. Cái thân hoa của nó tuy hơi ngắn một chút nhưng mà rất là nhiều thân hoa các bác nhá. Hoa của nó tất cả bây giờ đang bắt đầu sưng mắt nụ hết rồi các bác nhá, gai hết rồi. Tầm khoảng 1 tháng sau là các bác được chơi hoa thôi. Đấy, cái giò này em đếm sơ sơ là được gần 20 thân hoa các bác nhá. Đấy, gần 20 thân hoa, đây là những cái thân này đều là thân hoa ấy các bác nhá. Thân hoa của nó tuy hơi ngắn một chút thôi nhưng mà nó rất là nhiều thân hoa luôn các bác nhá. Mi mít mì mịt luôn này. Đấy, mầm tơ thì mi mít luôn các bác nhá. Cái giò hoàng thảo tam bảo sắc này mang mã số 12 350.000 đồng các bác nhá. Mã số 12 350.000 đồng này, các bác quan sát xem này. Đấy, đẹp không ạ? Rất là nhiều mầm các bác nhá, mi mít luôn. Hình số 12 350.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc các bác nhá. Đấy, em lấy được cái lô hoàng thảo tam bảo sắc này rất là đẹp luôn. Và bây giờ nó đang chuẩn bị vào mùa hoa rồi các bác ạ. Các bác sưu tầm về để chơi hoa nhé. Tầm khoảng 1 tháng nữa là các bác chơi hoa thôi. Vì bây giờ nó đã gai hết lên rồi các bác nhá. Sờ này gai hết lên rồi. Hoàng thảo tam bảo sắc hình số 15 này 200.000 đồng các bác nhá, 200.000 đồng. Theo đây vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc các bác nhá. Đấy, vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc này, rất là nhiều thân tơ các bác nhá. Đấy, rất là nhiều thân tơ này. Đấy, thân hoa của nó cũng hơi ngắn thôi nhưng mà rất là nhiều thân hoa các bác nhá. Hình số 14 này cũng 200.000 đồng các bác nhá. Hình số 14 này 200.000 đồng. Tiếp theo
nay vẫn là hoàng thảo tam bảo sắc nhá các bác nhá. Giò này em đếm là được 15 thân hoa này các bác này. Thân hoa của nó rất là dài luôn các bác nhá, rất là dài này. Mầm tơ cũng rất là nhiều các bác nhá. Đây ạ. Đấy, rất là nhiều luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn này. Về các bác được ngắm hoa luôn các bác nhá. Đây này các bác không biết có nhìn rõ không, nhưng mà nó đã gai hết lên như thế này rồi các bác nhá. Đây này. Đó, gai gai hết lên như thế này rồi. Hình số 16 này là 250.000 đồng các bác nhá. Hình số 16 này là 250.000 đồng. Hoa của nó, cái thân hoa này rất là dài các bác nhá, mà nó ra hoa ra sai lắm. Nó ra từ gốc đến ngọn luôn các bác nhá. Hoa của nó khuôn bông thì rất là to, màu tím nhá các bác nhá, màu tím. Hình số 16 này 250.000 đồng các bác nhá. Hình số 16 250.000 đồng. Đây, tiếp theo em có một vẫn là giò hoàng thảo tam bảo sắc này. Cái giò này thì vừa nhiều thân mà lại vừa thân vừa dài các bác nhá. Rất là dài luôn này, thân hoa rất là dài luôn nhá. Đấy, mi mít mầm luôn các bác nhá. Đây này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Thuần thì rất là lâu rồi. Hình số 13 này cũng 350.000 đồng các bác nhá. Hình số 13 này 350.000 đồng. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Thân hoa thì dài miên man luôn các bác nhá. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số giò cáo nhá. Cáo hôm nay lô cáo này quá là đẹp mỹ mãn luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp nhưng mà giá thì cũng hơi cao một chút các bác nhá. Hàng đẹp đồng nghĩa với hàng cao mà. Hàng đẹp đồng nghĩa với là giá của nó cũng sẽ hơi cao một chút các bác nhá. Đấy. Cái vòi hoa này các bác nhá, một cái giò cáo tím, cáo tím Lai Châu các bác nhá. Hàng thì ăn nắng trực tiếp cho nên cây rất là khỏe này các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Này bộ rễ này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Rễ này rất là đẹp luôn nhá. Giò này có 1 2 3 cây các bác nhá. 3 cây mà có 2 này, 4 5 vòi hoa các bác nhá. 3 cây 5 vòi hoa. Mà cái vòi hoa dài nhất của nó đây ạ. Cái vòi hoa dài nhất của nó đây em đo là được 80 cm các bác nhá. 80 cm này. Còn những cái vòi ngắn hơn này là tầm khoảng 40 50 các bác nhá. Đấy, một cái giò hoa đẹp như thế này ạ. Mỹ mãn không ạ? Rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Đấy. Hình số 22 này 900.000 đồng các bác nhá. 900.000 đồng. Cáo VIP các bác nhá. Đấy. Dễ thì dài miên man. Hình số 22 900.000 đồng ạ. Cái này là hoa hậu đấy ạ. Chân dài miên man. Tiếp theo vẫn là cáo tím các bác nhá. Vẫn là cáo tím này. Lô cáo này thì quá là VIP luôn rồi. Này dễ này các bác này. Đấy, dễ dài không ạ? Rất là đẹp luôn các bác nhá. Cái giò cáo này là có 4 cây các bác nhá. 4 cây này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 vòi hoa. Nhưng mà có một cây này là vòi hoa phân nhánh các bác nhá. Đây này, có một cây này nhá. Đấy, cây lá xếp đẹp không ạ? Vòi hoa phân nhánh các bác nhá. Có 4 cây, 3 cây cáo và 4 cây cáo nhưng mà 1 cây này là phân nhánh các bác nhá. Còn 3 cây này cũng rất là đẹp này. Toàn là cây cáo lá xếp thôi, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, cái vòi hoa của nó thì rất là dài luôn các bác ạ. Vòi hoa của nó dài lắm. Cái vòi hoa này em ước chừng khoảng tầm cũng phải được 6-70 cm đấy các bác ạ. Rất là đẹp các bác nhá. Cái giò cáo này là hình số 19 1.300.000 đồng các bác nhá. Cáo phân nhánh này. 6 vòi hoa các bác nhá, 6 vòi hoa. Đấy, một cây này là cây cáo phân nhánh nhá. Hình số 19 này 1.300.000 đồng các bác nhá. Hình số 19 này 1.300.000 đồng. Tiếp theo đến một giò cáo này nữa các bác nhá. Đây, cáo rất là đẹp nhá. Cáo này rất là đẹp luôn này, cây toàn là cây lá xếp lá ngắn mà các bác nhá. 10 vòi hoa liền. 10 vòi hoa các bác nhá, 10 cây. À em xin lỗi, 2 4 6 8 cây các bác nhá, 8 9 cây. 9 cây mà có 10 vòi hoa các bác nhá. 2 này 3 4 5 6 7 8 9 10 cây, 10 cây 10 vòi hoa các bác nhá, 10 cây 10 vòi hoa rất là đẹp này. Đấy, đẹp không các bác? Rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Cáo này là hình số 18 các bác nhá, hình số 18 1.000.000 đồng. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. 10 vòi hoa các bác nhá. Cái này mà nở thì ra một
chậu hoa rực rỡ luôn các bác nhá. Bác nào mà yêu cáo thì sưu tầm ngay em này các bác nhá. Rễ thì dài miên man luôn rồi các bạn. Đây, tiếp theo vẫn còn một giò cáo nữa các bác nhá. Vẫn còn một giò cáo đây. Hôm nay lô cáo này quá đẹp luôn này, toàn cây lá xếp lá ngắn thôi các bác nhá. Giò này có 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8 vòi hoa các bác nhá. 8 vòi hoa có một cây này là cây mẹ con các bác nhá. Cây này là cây mẹ con này. Đấy, rất là đẹp. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây nhá. 4 cây cáo, 1 cây mẹ con này các bác này. Đấy, có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vòi hoa các bác nhá. 4 cây có 8 vòi hoa này rất là đẹp luôn nhá. Hình số 21 này 800.000 đồng các bác nhá. Hình số 21 800.000 đồng, rất là đẹp luôn, toàn cây cáo đẹp thôi các bác nhá. Đấy, toàn cây cáo đẹp. Rất là đẹp luôn. Đẹp không tì vết các bác nhá. Còn một cái giò cáo này cũng là cáo phân nhánh các bác nhá. Giò này là cáo phân nhánh này. Đấy, có hai cây cáo này nhá. Có hai cây cáo này đẹp không này các bác này. Cây lá xếp lá ngắn rụt rịt vào nhá. Đấy. Và một cây này là cây một mẹ ba con các bác nhá. Cây phân nhánh là cây một mẹ ba con này. Đây, vòi hoa đang phân nhánh đây các bác nhá. À, em xin lỗi các bác nhá. Cái cây phân nhánh không phải cây một mẹ ba con đâu. Cây phân nhánh là cây này các bác nhá. Đấy, cây này, cây ở giữa này nhá. Đấy, vòi hoa phân nhánh này các bác này. Đây nhá. Đấy, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Còn cây này là cây một mẹ ba con này, cây lá xếp rất là đẹp luôn các bác nhá. Có 2 4 6 6 cặp lá rồi các bác nhá. Đấy, rất là đẹp này. Vòi hoa thì dài miên man, hôm nay cái lô cáo này á, vòi hoa rất là dài luôn các bác ạ, rất là đẹp này. Đấy, rễ này. Quần rất là lâu năm rồi các bác nhá, rất là đẹp. Hình số 20 này 1.200.000 đồng các bác nhá, một cây cáo phân nhánh và hai cây cáo, một cây cáo phân nhánh, một cây cáo một mẹ ba con và một cây cáo có một vòi hoa đây nữa các bác nhá. Rất là đẹp, giò này rất là đẹp luôn nhé. Hình số 20 1.200.000 đồng ạ. 1.200.000 đồng. Tiếp theo đây em có một hai giò phú thọ các bác nhá, năm cánh trắng phú thọ này. Đấy. Hình số 1 120.000 đồng. Đang có nụ các bác nhá, đang có nụ về cho các bác ngắm hoa này. Tiếp theo đây là một một giò. Cái này có hai mầm tơ các bác nhá, hai mầm tơ đang đi ngọn rất khỏe này, hai thân hoa các bác nhá. Đấy, năm cánh trắng phú thọ các bác nhá. Hình số 2 này 220.000 đồng. Đấy, lan đột biến giá đột tử các bác nhá. Giá bây giờ rẻ hơn cả lan hàng cỏ. Tiếp theo đây là thằng thảo kèn các bác nhá. Kèn tím này, kèn tím Lai Châu này. Một giò này có 3 mầm nhá, rất là đẹp này. Hình số 29 200.000 đồng các bác nhá. Hình số 29 200.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là kèn tím. Hình số 28 này cũng 200.000 đồng. Cái này là có 3 mầm gốc các bác nhá, 4 mầm, có 4 mầm, 2 mầm to, 2 mầm nhỏ các bác nhá. Hình số 28 200.000 đồng. Tiếp theo đây là hình số 27 này cũng 200.000 các bác nhá. Giò này có 4 mầm nhá, 4 mầm. Hình số 27 200.000 đồng, kèn tím Lai Châu các bác nhá. Tiếp theo em có một giò kiều vuông nhá. Kiều vuông này là kiều vuông hoa trắng các bác nhá. Hình số 3 này 300.000 đồng các bác nhá. Hình số 3 300.000 đồng. Kiều vuông hoa trắng ạ, rất là đẹp các bác nhá. Theo đây em có một giò kiều vuông hoa mỡ gà các bác nhá. Đây à, một giò kiều vuông, cái này là hoa mỡ gà nhá. Kiều vuông ở trên Tây Bắc thì hoa sẽ là hoa mỡ gà các bác nhá, rất là đẹp này. Đấy, toàn bộ là thân lá hết các bác nhá. Kiều vuông này là hình số 11 220.000 đồng các bác nhá. Hình số 11 220.000 đồng. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, toàn bộ là thân lá hết, rất là đẹp luôn.
Tiếp theo em có một giò hoàng thảo Henzi các bác nhá. Đấy, bác nào mà chưa có loại này thì sưu tầm này, rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là nhiều mầm tơ này. Còn những cái này là tất cả của nó là thân này là thân để tới này là sẽ ra hoa các bác nhá. Rất là đẹp. Hoàng thảo Henzi này hình số 10 230.000 đồng các bác nhá, 230.000 đồng. Hoàng thảo Henzi ạ. Tiếp theo em có một giò phi điệp vàng các bác nhá. Một giò phi điệp vàng này. Đấy. Có 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 13 thân tơ các bác nhá. 13 thân tơ rất là đẹp nhá. Hình số 25 180.000 đồng. Tiếp theo đây em có một số giò bạch nhạn này. Bạch nhạn này hình số 7 350.000 các bác nhá. Hình số 7 350.000 đồng. Rất là nhiều vòi hoa này các bác này, có 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Có 6 vòi hoa các bác nhá. Giò này có 6 vòi hoa này. Các bác sưu tầm về là được chơi hoa luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Hình số 7 350.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo đây vẫn là bạch nhạn này. Hình số 9 cũng 350.000 đồng. Hình số 9 cũng 350.000 đồng, có 2 này, 4 này. Hình này có 4 vòi hoa, 5 vòi hoa các bác nhá. Hình này có 5 vòi hoa. Hình số 9 350.000 đồng ạ. Tiếp theo đây vẫn là bạch nhạn các bác nhá. Cái này là hình số 8 cũng 350.000 đồng. Đấy, cái này thì có 2 vòi hoa, 3 vòi hoa các bác nhá. Cái này cũng 3 vòi hoa này. Tiếp theo đây em có một giò hoàng thảo voi các bác nhá. À cái này à. Hoàng thảo voi hình số 26 180.000 đồng. Xin lỗi các bác, cái này là long tu xuân các bác nhá. Long tu xuân. Hình số 26 180.000 đồng các bác nhá. 180.000 đồng long tu xuân. Tiếp theo em có hai giò sơn thủy tiên các bác nhá. Sơn thủy tiên hình số 6 150.000 đồng. Các nào chưa có thì sưu tầm về chăm sóc các bác nhá. Tiếp theo đây vẫn là sơn thủy tiên. Hình số 10 hình số 5 150.000 đồng các bác nhá. Hình số 5 150.000 đồng. Tiếp theo đây là ngọc thạch 3 màu các bác nhá. Hình số 24 170.000 đồng. Đấy, vòi hoa này về các bác được ngắm hoa luôn nhá. Mầm thì đang lên mi mít này. Cuối cùng đây là hoàng thảo thập hoa các bác nhá. Bác nào chưa có thì sưu tầm này. Hôm nay em xem ra treo giá kịch sàn này. Hình số 23 120.000 đồng các bác nhá. Một khúc nguyên bản. Đấy, hình số 23 120.000 đồng. Hoàng thảo thập hoa các bác nhá. Vâng, vậy hôm nay em có một số mặt hàng lan như thế, rất là mong các bác theo dõi và ủng hộ nhà em nhé. Hôm nay em khép lại video tại đây. Em xin chào các bác nhé.